Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình du lịch và ẩm thực trên kênh VTV4. Hôm nay mời cả nhà cùng Mai Anh khám phá vùng đất với vẻ đẹp cổ kính, đượm nhẹ chút trầm tư sâu lắng với cung điện, nhã nhạc cung đình. Không đâu xa lạ, đó chính là Huế, vẻ đẹp từ những điều bình dị. Ở hai tập trước, Mai Anh đã khám phá kinh thành Huế, nơi minh chứng lịch sử vàng son của vương triều nhà Nguyễn và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, chứa đựng nhiều kiến trúc độc đáo, đẹp mắt và cổ kính với cổng ngọ môn, điện Thái Hòa, những bức tường đá, mái được chạm trổ vô cùng tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa cố đô, hay khu vực Tử Cấm Thành với hoa khoe sắc. Và điểm nổi tiếng tiếp theo tại xứ Huế mộng mơ là chùa Thiên Mụ, nằm cạnh dòng sông Hương hiền hòa, gắn liền với biểu tượng tháp Phước Duyên cao gần 21m, gồm 7 tầng, với sức hút lôi cuốn bởi những công trình kiến trúc độc đáo, cổ kính, giúp tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần duyên dáng và trang nghiêm. Tiếp theo đây, Mai Anh sẽ bật mí cho quý vị và các bạn điều đặc biệt đến từ chiếc nón bài thờ xứ Huế. Quý vị thân mến, từ hàng trăm năm nay, chiếc nón lá đã trở thành vật dụng che nắng, che mưa của người phụ nữ Huế. Và chiếc nón lá cũng là vẻ đẹp gắn liền với xứ Huế mộng mơ. Từ vẻ đẹp đó thì anh Nguyễn Thanh Thảo đã thổi thêm hồn vào cho chiếc nón lá. Đó chính là anh đã tạo nên những chiếc nón lá sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Thanh Thảo để có thể tìm hiểu về sản phẩm độc đáo này nha. Dạ, em chào anh Thảo. Chào mấy anh. Trong thời gian gần đây thì em thấy là nón lá sen á đang được rất là nhiều người quan tâm luôn, từ những cái độ tuổi khác nhau. Và theo thông tin em được biết là anh là tác giả của những cái chiếc nón lá sen này, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Không biết là anh có nguồn cảm hứng nào để anh làm ra được những chiếc nón lá sen rất là đẹp như thế này vậy ạ? Cái nguồn cảm hứng của mình là từ khi xuống vật điểm là mình xử lý những cây lá sen á, mình làm thư pháp và làm tranh. Vì lúc mình tốt nghiệp là trường đại học nghệ thuật nên mình đi theo con đường nghệ thuật. Từ năm 2017 á, mình xử lý những cái chất liệu lá sen để biến tấu nó thành những sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ của Huế. Thì trong cái hoạt tính của mình thì cái số vật điểm đầu tiên là mình chọn cái nón lá Huế. Vì cái nón lá Huế á, thì cũng đã gọi là rất là nổi tiếng rồi. Nhưng một thời gian gọi là về nó bị mai một nên mình muốn có một cái dòng sản phẩm cũng là nón lá Huế, nhưng để kích cầu lại cái dòng sản phẩm của Huế.
để cho phát triển cái dòng sản phẩm nón lá của Huế nhiều hơn. Hay quá. Nhưng mà thời gian đầu khi mà anh làm đó anh, thì anh có gặp những cái khó khăn gì không anh ha? Cái khó khăn nhất của thời khi mà xử lý lá sen để làm nón á, vì tính chất của cái nón lá là phải chịu mưa chịu nắng. Mà những cái lá sen á thì khi nó khô đi nó rất dễ gọi là vụn vỡ và giòn. Thì mình sẽ xử lý như thế nào để cho nó dẻo dai và có thể đáp ứng được cái khâu chăm nón, đó là cái điều quan trọng khi làm nón lá sen. Dạ, như vậy là với chiếc nón lá sen này thì các cô các bà vẫn có thể là đội đi chợ được, hay là chị em vẫn sử dụng được như là chiếc nón lá bình thường đúng không anh? Dạ đúng rồi, nó có thể chịu mưa chịu nắng, nó sử dụng ứng dụng như cái nón lá bình thường của Huế. Dạ, và để mà làm ra được chiếc nón lá này thì chắc là cái công đoạn nó rất là phức tạp đúng không ạ? Dạ, từ khi bắt đầu mình chọn nguyên liệu từ hồ sen, bắt đầu mình thu hái về xử lý ra được những cái nguyên liệu lá để mà đáp ứng được cái khâu chăm nón thì nó sẽ mất tầm cả 10 ngày. Còn thời gia công thì mình chỉ đổi là thay nguyên liệu từ lá nón trở thành lá sen. Và cái quy trình làm nón lá thì cũng là quy trình giống như nón lá bình thường. Dạ. Với sản phẩm là nón lá sen của mình thì có bao nhiêu dòng vậy ạ? Hiện tại thì lúc bắt đầu thì mình sẽ xử lý cái dòng này đầu tiên. Dòng này là dòng ứng dụng. Nó giúp cho các mẹ các chị có thể làm hàng một hàng dòng sản phẩm ứng dụng sử dụng bình thường. Từ quy trình trong khoảng cỡ năm 2019 á, thì mình cho ra cái dòng sản phẩm nón lá sen xuyên sáng này. Xuyên sáng hả? Cái này mình đặt cho nó cái tên gọi là xuyên sáng, nó có thể xuyên qua ánh nắng mặt trời. Cái này vì cái tính chất của khi mà ra cái này thì các khi mà cái trang phục áo dài của người phụ nữ Việt Nam mình có rất nhiều cái màu sắc và khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn. Nên bởi vậy mình đã xử lý ra được gọi là nhiều cái màu sắc hơn để mà các chị các mẹ có thể có sự lựa chọn khác nhau. À, em thấy cái nón này là hình như là còn gặp lại được nữa đúng không anh? Dạ đúng rồi, cái này chỉ phải gấp từ dưới này lên này, cái nó đúng quy trình. Vì khi mà mình thiết kế ra cái dòng sản phẩm nón lá sen xuyên sáng kết hợp giữa gấp được á, vì cái tính chất của cái nón lá của Huế mình hay là Việt Nam mình, khách nước ngoài rất thích. Những cái khó khăn nhất á là cái khâu vận chuyển. Đấy. Nên từ khi bắt đầu mình ra cái dòng này mình đã nghiên cứu và cũng có thể cho nó gấp gọn lại. Chỉ với dòng này thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cái dòng nón sen này mình xử lý cho nó mỏng ấy và có thể tạo được màu sắc cho nó. Mình có thể thiết kế cho nó gấp được để cho nó tiện cho việc vận chuyển. Tại vì từ trước tới giờ khi mà những khách du lịch nước ngoài đến với Huế lúc nào cũng muốn là sẽ mang những chiếc nón bài thơ, những chiếc nón lá về làm quà hết. Nhưng mà rất là khó đúng không? Tại vì những cái chiếc nón lá như thế này rất to mà bỏ vô vali là không có thể nào mà để được hết. Và nên là bây giờ khi mà anh Thảo đã khắc phục được là việc là mình sẽ gặp lại được, rất là hay luôn. Nói đến đây thì em thực sự là cũng rất là tò mò về những cái công đoạn để làm ra được một chiếc nón lá rất tinh xảo, rất đẹp này. Thì chắc là anh hướng dẫn cho mấy anh cũng như là quý vị khán giả tìm hiểu thêm những cái cách để làm được một chiếc nón lá sen anh nha. Tí nữa mình sẽ mời mấy anh về làng nghề để mình có thể nắm rõ đúng cái quy trình hơn về để khi làm sản phẩm nón lá sen. Đây là chị bé, người làm nghề chăm nón lá sen. Là sau khi mà chúng ta đã xử lý lá sen rồi thì bây giờ cái công đoạn này hồi nãy chị nói là công đoạn xay độn. Xay độn ha. Sau cái công đoạn xay độn này rồi mình sẽ tới công đoạn nào nữa ạ? Chăm. Đấy, mà chị đang tới giai đoạn thứ ba là chăm nón. Chăm nón. Thì trong những cái công đoạn đó thì anh thấy là công đoạn nào là quan trọng nhất để có thể tạo thành một chiếc nón lá sen đẹp như thế này ạ? Thực sự là cái công đoạn nào cũng quan trọng, chỉ cần vì chứ một cái công đoạn mà mình làm không tốt thì sản phẩm nón lá sen á thì nó sẽ hỏng hết. Nghĩa là mình sẽ đi rong róc từng bước và những cái sản phẩm những từng bước đó mình sẽ làm kỹ càng. Lúc đó mới cho ra được cái dòng sản phẩm nón lá sen được. Mà chị thấy là nó có khó hơn không chị? Khó. Thời bước đầu thì nó khó. Và chị phải từ nón lá truyền thống chị qua đây chị tập làm á, là phải mất thời gian bao lâu chị mới lành nghề được như ngày hôm nay? Thì nón kia mà vừa có nón đấy thì hẳn mất bao lâu hết. Điều khi mình làm mình phải cái gì mình phải suy nghĩ trước. Rồi cái tay làm cái đâu suy nghĩ cái tay làm là nó đúng hết á. Rồi một ngày vậy thì chị làm được khoảng bao nhiêu cái nón lá sen này? Nếu mà tất cả chị em cùng làm thì ngày được 3-4 chục chiếc. Ngày được 3-4 chục chiếc là cũng năng suất cao đó chứ hả anh hả? Nghĩa là mình đã quy hoạch vào cái vấn đề là làm
từng cái công đoạn một người làm một khâu để cho nó nhanh hơn. Ở đây chị làm cái này để làm gì vậy chị? Vì cái nó là té này là ở té một cái sống là nó bó nó chắc. Ở dưới này nó không có. À. Cho nên mình phải chém cho nên mà nó gọi là thường thường gọi là quả bị trùng vân á, bị trùng vân. Trùng vân hả? Trùng vân, vân nó. Dạ. Em thấy là cái lá này là hay lắm này nha. Đây quý vị có thể thấy không? Đây cả nhà thấy không ạ? Là đã được gia công là có thêm một cái miếng vải ha, giấy hả? Đó là giấy. À, có một miếng giấy là mình dán phía sau này là để giữ cho cái lá sen nó chắc hơn đúng không ạ? Mình tạo được cái đồ gọi là cái đồ bên cho khi mà để châm cái nón á. Bây giờ là mình đã hiểu ra được bí quyết rồi. Tại vì hồi nãy là mấy anh thấy là đó, cái lá sen không thôi á, nếu mà nó khô lại á thì nó rất là dễ bị gãy và dễ bị hư luôn. Và rất là giòn nữa. Nhưng mà bây giờ đúng là có cái lớp giấy ở phía sau này thì nó sẽ giữ được cho chiếc nón lá bền và đẹp hơn. Và nhiều khi đội là còn mát hơn cả nón lá truyền thống đó, đúng không? Vì nó dày hơn. Dạ. Cái quan trọng của cái dòng nón lá sen này á là mình làm toạc lên được cái gân của cái lá sen. Dạ. Đấy, nhưng cái nó tỉnh tính chất đặc thù của nó là cái gân lá sen. Dạ. Hầu như cái lá sen là đặc tính của nó là không có nhiều lá, mà nhưng thực sự là mình khi mà nghiên cứu kỹ vào lá sen thì thực sự là nó giống như vân tay con người vậy đó. À. Nó sẽ không có cái lá nào giống lá nào. Bởi vậy hắn sẽ cho ra một giống như là một sản phẩm độc bản. Dạ. Cái đồ nhìn giống nhau, mà nhưng thực sự là nó là một tác phẩm độc bản. Dạ. Như vậy là không có chiếc nón lá sen nào giống chiếc nón lá đó hết. Khi mà đi sâu vào cái sản phẩm á, cái nghiên cứu cái đường gân của lá. Đây, cái này mình đang làm hai lớp, lớp trong và lớp ngoài. Dạ, như vậy là một chiếc nón lá sen là sẽ có hai lớp đúng không? Đúng rồi, hai lớp. Thì ở trong mình vẫn thấy được cái lá sen ở trong luôn. Dạ. Đây là mấy cái chiếc nón lá này mình có gặp được không ạ? Không, cái dòng này là dòng vận dụng. Dạ. Nó chỉ là sử dụng hàng ngày nên mình không có thể gặp được. Dạ. Còn cái dòng hồi này mình giới thiệu vào trong xưởng là cái dòng đó có thể gặp được. Dạ. Rồi sau đó là mình sẽ may lại ha. Em thấy trên này có đường may nè. Cái này gọi là đột đầu hả? Đột. Gọi là đột đầu đó. Đột có những đầu. Cái tư đi phướng. Dạ. Khi mà làm lại cái này mình sắp hoàn thiện đó. Dạ. Nó hoàn thiện thì trên đi ha. Cái mấy cái đường này là làm bằng gì vậy ạ? Vành đó. Dạ mấy cái vành này nè. Là mình làm sẽ làm bằng. Làm bằng nứa. Nứa. Dạ. Cái nứa đấy. Cái này mình nếu như ra nặng là nó sẽ khô và giòn luôn. Dạ. Đấy. Vậy về cho nó mềm lại, mềm lại và tạo được cái đồ dẻo cao tuyệt hơn. Dạ. Cảm ơn anh Thảo rất là nhiều nha. Và cảm ơn chị bé ngày hôm nay cũng đã hướng dẫn cho mấy anh cũng như quý vị khán giả biết cách làm như thế nào để ra được một chiếc nón lá sen rất là đẹp như thế này. Và sau tất cả thì chúng ta sẽ có một chiếc nón lá sen thành phẩm giống như vậy nè. Giống như ban nãy mà chúng ta cũng đã tìm hiểu nha. Và quý vị thân mến, tạm biệt anh Thảo và chị bé. Chúng ta sẽ cùng đến với những điểm đến tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, tiếp tục chuyến hành trình ở Huế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nấu những loại bánh ở Huế. Khi mà nhắc tới Huế thì mình cũng sẽ có là bánh lọc nè, bánh nậm nè, đúng không chị? Bánh bèo chén. Ừ. Mấy anh ra Huế thì cũng đã thưởng thức rất là nhiều loại bánh rồi. Và ngày hôm nay vẫn là chị Huyền, đầu bếp của khách sạn Sài Gòn Morin Huế hướng dẫn cho chúng ta để gói món bánh nậm hay còn gọi là bánh lá ha. Bây giờ thì để có thể thực hiện món ăn này thì chúng ta sẽ cần những nguyên liệu gì vậy chị Huyền? Để mình mong bánh nậm á là mình có bột gạo và tôm mình luộc chín. Dạ. Và mỡ luộc chín bên các hạt lựu nhỏ. Dạ. Và các gia vị. Ừ, gia vị ở đây thì mình thấy là có vẫn là nước mắm đúng không chị? Nước mắm. Cũng là muối và muối. Đường bột ngọt. Dạ. Vậy hay. Hành tím. Còn đây là lá gì chị ha? Là dông. Lá dông. Lá dông mình sẽ lấy về rồi xong mình cắt thành hình mình như thế này đúng tược không? Mình tược sạch ở trong này xong rồi mình chui rửa, mình lau khô. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha. Rồi. Hôm nay chị làm cho mình nằm cho khoảng 4 người ăn hả? Dạ. Một mình đóng một chén bột. Em nghĩ là tất cả những loại bánh thì cái công đoạn quan trọng nhất là công đoạn mà làm bột á, thì mình sẽ có cái cách nào để canh lượng nước và lượng bột cho nó vừa ăn không chị? Một chén bột là hơn một chén nước. Mình muốn tăng thêm cái đậm đà cho bột á là mình cho vô một xì muối. Bây giờ chúng ta sẽ trộn bột đúng không ạ? Trộn bột xong rồi mình đem đi nhão. Dạ, đem đi nhão bột cho chín á.
nhéo bột là sao? Em không không biết từ nhéo bột là gì á. Lên chảo mình khuẩy. À, vậy như vậy là khi mà chúng ta đã trộn bột rồi, mình để bột lên chảo khuấy cùng với lửa chảo nóng hả chị? Chảo nóng vừa thôi. Dạ, như vậy gọi là kháo bột. Nhão. Nhão bột. À, đó cũng là một cái từ rất là hay đúng không quý vị? Sau khi mà chúng ta thấy chảo nóng rồi thì mình sẽ cho bột vào và mình nhão bột. Dạ. Không có cần dầu gì hết đó mọi người. Có chứ. À, có dầu mà. Gần cuối cùng là mình có cho xì dầu. Dạ. Cho bánh lóc á. Cũng bị dịn với lã. Mình kháo khoảng bao lâu là à nháo không chứ? Được cái đó em. Nháo sơ qua thôi cho nó chín thôi. Bột xịt xịt là được. Dạ. Được rồi. Dạ rồi, bên đây. Không, để chị cho vô xì dầu. Có một điều lưu ý khi mà chúng ta nháo bột á là quý vị nhớ là mình ở giai đoạn cuối mình sẽ cho một ít dầu vào để một lát nữa khi mà chúng ta hấp bánh thì cái bột này nó sẽ không dính vào lá nha. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột đã nháo rồi vào trong dĩa. Trong khi đó thì chị Huyền sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nhân. Nhân bánh cũng là một yếu tố rất là quan trọng để tạo nên một món bánh lá ngon đúng không nè. Thì ở đây mình có tôm đã xay nhuyễn. Dạ, và cái này là mỡ. Mỡ khi mà chúng ta luộc thịt ba chỉ á chị. Không, mỡ luôn. Mỡ luôn. Mỡ luộc mỡ xong rồi mình sẽ băm nhỏ ra như thế này để tạo vị béo cho cái bánh nậm của mình á. Và đây là hành tím đã được sắc sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào với cái loại nhân này đây chị? Thì mình đi phi dầu, phi hành lên. Dạ, mình phi hành lên. Rồi xong, sau đó chúng ta sẽ xào cái phần nhân này. Có phần bỏ thêm gia vị gì không ạ? Có chứ, có bỏ một xí cái nó, xí bột ngọt, xí tiêu. Dạ rồi, ok. Em đem gia vị qua cho chị nha. Ừ. Bột nêm, tiêu với bột ngọt. Cho mỡ vào sao cho nó sẵn. Dạ. Nếu mà có những người mà không ăn mỡ được á chị thì mình có thể thay thế bằng thịt được không? Được chứ. Ừ, nhưng mà mỡ thì sẽ ngon hơn hả? Ừ, vì béo nhiều hơn. Chị sẽ nêm gia vị. Mình sẽ nêm một chút bột ngọt nè, tiêu và bột nêm. Sau đó khi nào mình thấy chín rồi hả chị? Xong rồi đấy. À, cũng nhanh nha. Bước chuẩn bị là em thấy nó cũng rất là đơn giản á. Như vậy chúng ta có phần nhân rồi, phần nhân mình thấy rất là thơm luôn, thơm cái mùi của tôm xào nè, rồi một chút mỡ nữa. À, nếu mà ai sợ béo á, thì mình sẽ bỏ ít mỡ lại. Nhưng mà bản thân mình anh thì cũng thích ăn mỡ lắm, ăn thịt ba chỉ hay ăn mỡ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tiếp tục công đoạn làm bánh nha. Và đây là công đoạn quan trọng nè. Chị Huyền sẽ hướng dẫn cho mình anh và quý vị chúng ta cùng nhau gói bánh lá nha. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn phần bột, phần nhân cũng như là lá, bây giờ thì mình gói làm sao đây chị? Dạ, em bỏ qua chị vậy. Dạ. À, lá là mình sẽ lột ngược cái lá lên. Ừ, mình bỏ bột vô để khi mình hấp lên là cái bánh sẽ bị sánh. Dạ. Bỏ một ít bột vô ở giữa phải không chị? Rồi xong mình bỏ nhấn lên. À, mình xin để một ít bột lên trên lá rồi xong sau đó mình sẽ cho cái phần nhân mà chúng ta đã vừa xào chín á lên. Em bẻ giùm cái chị. Mình sẽ buộc cái phần này lại. À. Em bẻ cho nó dai dai ra xị. Rồi em buộc điêu cái bánh. Dạ. Yeah. Vậy là cũng đơn giản vậy ha, đâu có khó đâu. Bình thường em ăn bánh nậm á, em cứ tưởng là làm là phải công phu lắm chứ. Dạ, cũng rất là đơn giản đúng không mọi người? Như vậy là cũng gói được kha khá rồi. Bây giờ thì mấy anh và chị Huyền sẽ mang những cái bánh này để đi hấp trong vòng khoảng 10 đến 15 phút nha. Nó là chị bỏ vô hộp đi. Trong thời gian chờ bánh chín thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phần nước chấm. Nước chấm này rất là đặc biệt nha, không phải nước mắm bình thường đúng không chị Huyền? Đúng rồi em.
nước mắm này là mình muốn làm ra nước mắm mình béo là mình phải lấy cái thân của cung tôm, yeah. Mình luộc ra lấy nước cô đặc của nước luộc cung tôm nữa, yeah. Xong mình hòa quyện với nước mắm với đường, mình nấu lên xong mình lọc qua, yeah. Rồi để nguội. Như vậy là mình biết rồi, cái yếu tố quan trọng nhất của phần bánh không phải là nãy giờ mình làm đâu, mà là cái nước chấm này nè. Nước chấm này mà không đúng thì không có ra vị của bánh lá bánh nậm nữa. Mình sẽ phải luộc tôm, lấy cái nước cốt đó trộn với nước mắm, đường, rồi mình rây ra. Mình nấu sôi lên xong mình lọc qua rây. Và còn một điều đặc biệt nữa, đó chính là ớt. Ăn nước mắm với là bánh nậm là phải có ớt. Mà ớt này không phải là, mình nhìn mình tưởng ớt Sừng Châu đúng không? Nhưng không phải, ớt này là ớt gì chị? Ớt cao sản. Ớt cao sản hay còn gọi là ớt bơm. Bơm. Ớt bơm, đây là ớt bơm nha. Mình sẽ sắc ớt bơm bỏ vào trong này. Nó hoa quyền với nước mắm này rất là thơm. Dạ. Ớt thì chị ơi em sợ ăn cay lắm. Món bánh nậm bánh lá tưởng chừng như là rất là dân dã, nhưng mà qua bàn tay khéo léo của chị Huyền bày trí, chúng ta thấy là cũng trở thành một món ăn rất là sang trọng, và chúng ta cũng có thể là thực hiện món ăn này vô cùng đơn giản ở nhà để chiêu đãi bạn bè và gia đình của mình, đúng không nào? Cảm ơn chị Huyền rất là nhiều, ngày hôm nay đã khai sáng cho mấy anh. Mình cứ tưởng là món bánh này khó lắm nhưng thực ra rất là đơn giản. Cảm ơn chị nha, chúc chị lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và sẽ ngày càng nấu được nhiều món ăn ngon hơn nữa. Chị cảm ơn em. Còn bây giờ giây phút chúng ta chờ đợi đã tới rồi, hãy cùng thưởng thức thôi nào. Đúng là tới Huế chúng ta phải thưởng thức những loại bánh như là bánh nậm, bánh lá nè, rồi bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh bánh bèo chén, rất là nhiều loại bánh. Và mỗi loại bánh thì Man thấy nó lại có sức hút riêng. Ngày hôm nay thì sau rất là nhiều lần Man đã thưởng thức bánh nậm ở nhiều nơi rồi, thì hôm nay Man được chị Huyền hướng dẫn gói bánh nè, rồi tự tay hấp bánh luôn. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức coi là món bánh của mình gói như thế nào ha. Đây, gói đẹp dễ sợ chưa, và hấp bánh cũng vừa chín tới luôn. Có rất là nhiều cách ăn bánh nậm, chúng ta có thể lấy bánh nậm ra và chấm vào nước mắm, nhưng mà mấy anh thích chan nước mắm lên cho bánh nậm, tại vì như vậy cái phần nước mắm cũng như phần bánh nó sẽ hòa quyện lại với nhau và thơm ngon hơn. Đây rồi, hấp dẫn quá đi. Bản thân mấy anh cũng là một người thích ẩm thực miền Trung á, nên là các loại bánh là mình cũng đã thưởng thức qua hết rồi. Đây, mình rất thích ăn phần nhân nha. Nước mắm rất là vừa ăn và cũng thơm ở cái phần ớt bơm mà hồi nãy chị Huyền cũng đã giới thiệu cho chúng ta. Nhân thì chúng ta có tôm nè, rồi hành, rồi mỡ, và đúng là chúng ta phải ăn mỡ thôi, tại vì nếu mà mình bỏ thịt vào thì nó sẽ mất đi cái vị đặc trưng của bánh nậm. Mỡ sẽ tạo cho cái bánh nó béo béo, hòa quyện cùng với lại bột gạo nữa. Và lá dong khi mà hấp thì cái hương của lá dong á nó cũng rất là thơm. Cảm ơn quý vị rất nhiều đồng hành với Man trong chuyến hành trình ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những chuyến hành trình tiếp theo cùng với những địa điểm cũng như là những món ăn hấp dẫn khác. Xin chào. Sài Gòn Tourist Group, tận hưởng bản sắc Việt.